Doanh nhân Lê Đăng Khoa hay còn gọi là Shark Khoa được cộng đồng mạng biết đến khi anh tham gia chương trình Shark Tank mùa 1. Cùng với tài quản lý kinh doanh và ngoại hình điển trai của mình, anh đã để lại ấn tượng tốt trong lòng mọi người. Mới đây, trên Facebook, Shark Khoa đã chia sẻ về hình ảnh mình sánh đôi cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo trong bộ suit vô cùng lịch lãm, kèm lời chúc mừng sinh nhật cô nàng. Gần một thập kỷ làm anh em của nhau, một đoạn đường quá dài đủ thăng trầm cùng nhau, anh chúc em thêm một tuổi thêm an yên, luôn đầy khát vọng và rực rỡ, em gái của anh. Shark Khoa thân mật gọi Hoa hậu là cô em gái, cho thấy mối quan hệ của hai người vô cùng thân thiết. Đáp lại tình cảm của ông anh trai, Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhanh chóng trả lời bên dưới: "Thương lắm ạ." Bức ảnh nhanh chóng trở nên hot với hơn 5.000 lượt bày tỏ cảm xúc cùng với hàng trăm comment bên dưới. Đa số đều bất ngờ trước mối quan hệ thân thiết giữa doanh nhân Lê Đăng Khoa và Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Trong đó, đáng chú ý nhất là có người đã lầm tưởng hai người là một cặp vì trông họ quá xứng đôi. Xứng đôi vừa lứa ghê, nếu Thu Thảo không phải là gái đã có chồng, tôi còn tưởng họ là một cặp. Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng quang ngôi vị Hoa hậu năm 2012 với vẻ ngoài dịu dàng, ngây thơ của mình. Cô còn được cộng đồng mạng ưu ái đặt cho nickname Thần Tiên Tỷ Tỷ. Cô cũng đã lên xe hoa với doanh nhân trung tính và hiện đang có cuộc sống viên mãn với người chồng hiện tại. Được biết, ông Mai xe duyên cho cặp đôi Thu Thảo trung tính không ai khác ngoài Shark Khoa, người bạn thân lâu năm của cô.